Ngọc Trinh từng được người yêu cũ tặng đóa hồng 150 triệu, nhìn qua 8 tháng 3 vừa qua còn thót tim hơn. 8 tháng 3 năm nào cũng được tặng toàn quà khủng, Ngọc Trinh khiến dân tình FA phát hờn. Từ trước đến nay, tuy không mấy khi khoe ảnh bạn trai đại gia, nhưng người hâm mộ đều biết Ngọc Trinh từng được tặng rất nhiều quà khủng. Không chỉ 8 tháng 3, mới vào dịp lễ trong năm, nữ hoàng nội y đều có quà tận tay. Trước đây, người yêu cũ từng tặng Ngọc Trinh bó hoa hồng sang chảnh trị giá tới 7.000 đô, tương đương 150 triệu đồng. Những món quà như túi hiệu, giày dép hay trang sức lại càng không thể đếm xuể. Khi còn yêu tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh cũng được bạn trai tặng khá nhiều món đồ có giá trị. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 vừa nhận tiếp loạt quà tặng nhân ngày 8 tháng 3 từ một người đặc biệt. Ngọc Trinh khoe ngay món quà lên mạng xã hội với bình luận ngọt ngào: "Em cũng chỉ là con gái thôi, luôn thích có hoa và quà." Thậm chí cô còn hào hứng đến mức chọn là ảnh bìa trang cá nhân. Theo nội dung dòng chữ trên thiệp, tặng người anh yêu nhất ngày 8 tháng 3 vui vẻ, nhiều khả năng chủ nhân của những quà tặng này chính là người bạn trai giấu kín của cô nàng. Nhà thiết kế Đỗ Long phỏng đoán, Ngọc Trinh vừa nhận được nhẫn và lắc tay, còn người hâm mộ bày tỏ sự ganh tị với mỹ nhân Trà Vinh. Trước đó, người đẹp từng khoe hai bức hình thân mật bên một chàng trai, khiến không ít người khẳng định cô đã có người yêu mới. Dù thế nào đi nữa thì chắc hẳn ai cũng phải ganh tị khi Ngọc Trinh luôn khiến các đại gia siêu lòng, yêu chiều hết mức, tặng quà xa xỉ. Sinh con nhiều nhất nhưng vợ Lý Hải vẫn khiến ba sao nữ khác tắt điện, toàn những người đáng gờm. Không phải tự nhiên mà Minh Hà luôn được coi là mẹ bỉm rửa đình đám nhất showbiz. Mới đây Lê Phương đã đăng tải một số bức ảnh trong hậu trường quay talk show. Vì rơi đúng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nên Lê Phương có dịp làm việc với toàn mỹ nhân bỉm sữa là Vân Trang, Ngọc Lan, Minh Hà, Trương Quỳnh Anh. Trong những khoảnh khắc tự sướng, dễ dàng nhận thấy bà xã Lý Hải là người có vô số lần sinh nở nhiều nhất. Tuy nhiên cô vẫn cực kỳ trẻ trung xinh đẹp, không hề kém cạnh các chị em. Mẹ bốn con cũng là người duy nhất lựa chọn váy áo gợi cảm hơn đôi chút và để tóc mái bằng. Bốn mẹ bỉm sữa đỏ sắc, Vân Trang sinh năm 1990, Ngọc Lan, Minh Hà, Lê Phương sinh năm 1985. Vợ Lý Hải diện đồ quyến rũ hơn chút ít nhằm khoe vai trần và làn da nõn nà. Trương Quỳnh Anh, Vân Trang và Lê Phương không cần dao kéo hở bạo, Minh Hà vẫn thừa sức lớn ác phi Thanh Vân. Minh Hà nhẹ nhàng thanh lịch nhưng cũng cuốn hút không kém eo ly trần lộng lẫy. Đi họp lớp, vợ Lý Hải cũng nổi bật hơn hẳn nhờ vẻ tươi trẻ của mình. Minh Hà luôn được xem là mẹ bỉm sữa đình đám nhất showbiz Việt. Nổi bừng bật ở Hoa hậu chuyển giới, Hương Giang Idol lọt vào mắt xanh của Bùi Tiến Dũng, công khai trên Facebook. Đến soái ca của U23 Việt Nam cũng không thể làm ngơ trước độ hot của Hương Giang. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đang bước vào những ngày thi cuối cùng, hiện đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Vừa qua, Hương Giang thể hiện vô cùng xuất sắc ở vòng thi trang phục bikini và nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả. Từ khi bắt đầu dự thi đến hiện tại, Hương Giang được bạn bè người hâm mộ nước nhà ủng hộ vô cùng nhiệt tình và thậm chí đến chàng cầu thủ soái ca của U23 Việt Nam cũng không thể làm ngơ trước sức hút mãnh liệt của cô. Mới đây, người đẹp chuyển giới bất ngờ nhận được lời chúc mừng từ trung vệ tám múi Bùi Tiến Dũng: "Em chúc chị mang lại niềm vui cho nước nhà nhé chị ơi." Anh chàng bất ngờ gửi lời chúc đến Hương Giang Idol trong thời gian cô tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Ngay khi nhận được lời cổ vũ từ Bùi Tiến Dũng, Hương Giang Idol dù đang bận rộn với cuộc thi vẫn nhanh chóng phản hồi bình luận: "Cảm ơn nhé, cho mượn ít bản lĩnh nha." Phần bình luận của cả hai nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng Hương Giang Idol quả là cô gái may mắn khi được trung vệ Bùi Tiến Dũng gửi lời động viên. Xuất hiện trên sân khấu đêm bán kết, Hương Giang Idol nổi bật với body siêu nóng bỏng, cùng những bước đi cực kỳ cuốn hút. Người đẹp được đánh giá là một trong những thí sinh có hình thể đẹp và trình diễn tốt nhất tối ngày 7 tháng 3. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Hương Giang Idol cũng nhận được nhiều lời chúc mừng, cổ vũ lớn từ khán giả quê nhà. Nhiều đồng nghiệp như Nguyễn Hồng Thuận, Quốc Thiên, Cindy Thái Tài, Châu Đăng Khoa, Ali Hoàng Dương, Đỗ Hiếu.
Hé lộ góc khuất cuộc đời ít ai biết đến của ca sĩ Châu Việt Cường sau nghi vấn giết bạn gái. Dù có quá khứ đen tối, lại vướng vào nghi án giết bạn gái, nhưng ít ai biết được góc khuất này của ca sĩ Châu Việt Cường. Mấy ngày nay, ca sĩ Châu Việt Cường gây ồn ào khi vướng nghi án giết bạn gái. Không những thế, Châu Việt Cường còn bị rất nhiều người lên tiếng chỉ trích lối sống của nam ca sĩ. Ngoài ra, tin đồn Châu Việt Cường tiêu xài hoang phí, nhưng mẹ lại sống cảnh nghèo ở quê, không được con chu cấp hàng tháng, khiến công chúng thêm phẫn nộ. Mới đây bạn của Châu Việt Cường là ca sĩ Nam Khang viết: về mẹ anh, em và các anh em biết đã đón lên Hà Nội, nhưng bác không ở và hàng tháng anh đều gửi tiền về. Ngoài ra Nam Khang còn chia sẻ, anh em mình biết nhau cũng 6-7 năm, nhưng thân và hiểu nhau hơn thì cũng gần 1 năm nay. Thời gian không dài nhưng cũng đủ hiểu tính nhau và em luôn xem anh là một người anh tốt. Cuộc sống không ai biết được điều gì, nhưng thôi cũng là vận hạn trong cuộc đời. Em biết thời gian qua, anh cũng đang rất buồn về chuyện gia đình. Một người bạn của Châu Việt Cường, Thế Phong, cũng tiết lộ, mẹ Châu Việt Cường đã có tuổi và không được minh mẫn như trước. Bà vẫn ở quê, chưa lên thăm con vì vài lý do. Trước kia nhiều lần Châu Việt Cường đón mẹ lên sống cùng, nhưng chỉ vài ngày là bà lại đòi về, gần nhất chính là tôi thấy Châu Việt Cường còn biếu mẹ 11 triệu đồng tiêu Tết. Mẹ Châu Việt Cường kể, Tết vừa rồi, Cường về nhà từ 28 Tết đến tận mùng 5. Có cho mẹ ít tiền, coi như hai mẹ con đã đón được một cái Tết trọn vẹn bên nhau. Một người hàng xóm của Châu Việt Cường cho hay, hàng tháng chính anh vẫn là người nhận tiền Cường gửi về, đưa tận tay bà Huệ, có tháng cũng phải 5-7 triệu. Nhiều người cũng cho biết, Cường là đứa con hiếu thảo, hàng tháng đều đặn vẫn hay gửi tiền về cho mẹ. Có tiền con gửi về, cộng với một khoản tiết kiệm, năm 2015, bà Huệ mới lại xây cho mình căn nhà tranh đắp đất để có chỗ ở tốt hơn. Được biết, liên quan đến vụ cô gái trẻ chết do bị nhét tỏi vào miệng, 6 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, để phục vụ công tác điều tra. Vừa mới đây, vợ của Châu Việt Cường Ngọc Anh đã vào thăm chồng và anh khóc nức nở. Chị Ngọc Anh đã đến thăm chồng. Chị ấy kể chồng ôm chầm lấy chị và khóc ngay khi vừa thấy vợ vào. Thế Phong kể, Châu Việt Cường đã kết hôn 2 lần và có một con gái năm nay 2 tuổi với người vợ hiện tại. Tuy nhiên, hai vợ chồng gặp trục trặc và ly thân được một thời gian. Châu Việt Cường nhập viện cấp cứu do nghi bỏng cổ họng vì nuốt nhiều tỏi. Theo thông tin, ca sĩ Châu Việt Cường, tức Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, đang phải điều trị ở bệnh viện do dấu hiệu bị viêm nhiễm trùng nặng. Cụ thể, ngày 6 tháng 3, khi tiến hành kiểm tra sức khỏe của Châu Việt Cường tại bệnh viện theo quy định của pháp luật, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm, ghi nhận bạch cầu của anh ta chỉ số lên đến hơn 26.000, trong khi chỉ số bạch cầu của người khỏe mạnh bình thường chỉ khoảng 10.000. Trao đổi với một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, chỉ số này phản ánh tình trạng cơ thể đã bị viêm nhiễm ở mức nặng và không loại trừ khả năng do đã ăn, nuốt chửng quá nhiều tỏi nên Cường bị tác động ở vùng cổ họng và nội tạng. Điều này thấy rõ trong quá trình phóng viên tiếp xúc nhanh với anh ta tại cơ quan điều tra. Nam ca sĩ 34 tuổi, luôn buồn nôn, tự kéo da cổ và kêu khó chịu ở vùng họng. Sau 3 ngày bị tạm giữ và đang được điều trị, trong giữ tại bệnh viện, Châu Việt Cường đã tỉnh táo và sợ, anh ta đã nhớ được khá nhiều diễn biến sự việc diễn ra đêm và sáng sớm 5 tháng 3. Cán bộ tham gia điều tra vụ án cho biết, trước đó, như báo An ninh thông tin, rạng sáng ngày 5 tháng 3, sau khi đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về, Châu Việt Cường cùng một số người bạn kéo về căn hộ tập thể do Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ở nhờ của người quen trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, nhóm bạn Cường đã rủ hai cô gái trẻ đến sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có chị Huyền, sinh năm 1998, nhà ở Chương Mỹ, Hà Nội. Sau nhiều lần sử dụng ma túy, Cường và chị Huyền cùng bị phê, dẫn đến việc Cường dùng tội để trừ tà cho chị Huyền và hậu quả cô gái trẻ tử vong do bị ngạt thở. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã khởi tố đối với Châu Việt Cường về hành vi vô ý làm chết người
và khởi tố điều tra đối tượng Phạm Đức Thế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Châu Việt Cường ăn chơi bạc mạng, may xây được nhà cho vợ, nhưng nhìn cảnh mẹ già ở quê mới ngao ngán. Có tiền đi chơi với bạn gái, nhưng ở nhà mẹ đẻ, Châu Việt Cường không hỗ trợ được đồng nào. Sau khi dính líu đến việc sát hại nữ sinh 9X, tên tuổi Châu Việt Cường bỗng chốc được cư dân mạng chú ý. Nam ca sĩ đi hát nhiều năm, nhưng không gây được thiện cảm vì thường xuyên dính vào scandal ăn chơi, gây gổ, thậm chí bị tố phạm tội hiếp dâm. Bạn bè của Châu Việt Cường cũng phải thừa nhận nam ca sĩ là một người sống phóng túng, hay chơi bời vì quen biết với dân xã hội. Sau nhiều năm đi chạy show hội chợ và được một vài đồng nghiệp nâng đỡ, khuyên nhủ, Châu Việt Cường mới cố gắng xây dựng được cho vợ một ngôi nhà, mua được một chiếc ô tô để đi hát. Ngôi nhà của Châu Việt Cường cũng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Nội thất không quá xa hoa như nhiều nghệ sĩ đi hát khác. Xây được ngôi nhà này, bạn bè và người thân cũng mừng vì tưởng nam ca sĩ đã biết hối cải. Thế nhưng không ngờ, Châu Việt Cường lại vướng vào cảnh tù tội. Xây được vợ ngôi nhà, nhưng mẹ già ở quê của Châu Việt Cường lại có cuộc sống khó khăn. Căn nhà ở quê của bà cũng lụp xụp xuống cấp. Mẹ của Châu Việt Cường, bà Huệ, chỉ ở ngôi nhà nhỏ rộng khoảng 30m2. Không phải do con trai chu cấp, mà chính bà tự tay tiết kiệm và vay ngân hàng để xây. Bà Huệ chia sẻ rằng, ca sĩ nổi tiếng gì mà chẳng có một đồng tiền nào cho mẹ. Tết vừa rồi, Cường về đưa cho tôi 5 triệu, sau đó lại phải vay mẹ 2 triệu đi chơi. Đến mùng năm Tết, nó lại bảo tôi đi vay cho 8 triệu rồi lấy tiền đi, đến nay thì hay tin dữ. Trong nhà toàn đồ đạc cũ kỹ và sắp hỏng. Chiếc xe đạp mà bà Huệ dùng để chở bắp cải đi bán kiếm thêm thu nhập. Giường ngủ ọp ẹp, căn nhà cấp 4 mà mẹ Châu Việt Cường hiện đang sống một mình.